Đinh Quang Thái kính chào quý khán giả của người Việt TV. Sau đây là mục điểm tin sáng thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 năm 2016. Bản tin của đài CNN hôm nay chạy một cái tựa rất là lớn là Get Out Now, tức là phải đi ra khỏi đây là lập tức hoặc là sẽ bị thiệt mạng. Thưa quý vị, bản tin nói về cơn bão Matthew đã đánh vào Bahamas và bây giờ đang trên đường đánh vào các tiểu bang Florida, South Carolina và Georgia của nước Mỹ các viên chức của các tiểu bang này đã thúc giục trên 2 triệu người hãy tìm cách di tản ngay trước khi cơn bão ập vào dựa vào tất cả những tin tức của đài tiên đoán khí tượng Hoa Kỳ thì hiện nay cơn bão Matthew có thể đổ vào Florida vào lúc rạng sáng ngày mai là ngày thứ Sáu với sức gió có thể lên tới 130 dặm một giờ và trận bão này đã làm thiệt mạng 15 người tại các quốc gia vùng biển Caribbean Thống đốc của tiểu bang Florida là ông Rich Scott à, sáng nay đã yêu cầu rằng 1 triệu 500 người dân của Florida phải di tản. Ông nói rằng đừng có đùa giỡn với cơn bão này và bất kỳ một sự chậm chế nào cũng có thể gây ra một cái thiệt hại kinh khủng. Ông còn cảnh cáo rằng tất cả mọi người hãy chuẩn bị. Ông nói là trận bão này sẽ giết quý vị nếu như quý vị không chịu tuân thủ những cái lệnh à, di tản của tiểu bang hình ảnh CNN cho thấy là một trên một cái xa lộ của Hoa Kỳ ở vùng Florida ở phía bên lên trái đó thì có hàng chục ngàn chiếc xe chờ đầy đồ đạc và người đang di chuyển lên bên mặt không có một người nào cả bởi vì cái lên bên mặt là cái đường là cái đường xe dẫn vào khu vực mà báo sẽ có thể tấn công vào thưa quý vị hiện nay thì các cơ quan cứu trợ tại ba tiểu bang Florida, Georgia và South Carolina đang tức tấp nập làm việc để giúp mọi người di tản và một số dân chúng muốn ở lại thì họ đã phải đi mua thức ăn, nước uống để dự trữ và đồng thời mua tất cả những cái vật dụng để có thể làm tăng cường căn nhà của họ tránh có thể bị thiệt hại bởi cơn bão Matthew. Chúng ta theo dõi đường đi cơn bão này vào lúc sáng ngày mai tính theo giờ địa phương tại Florida. Liên quan đến cuộc ứng của bầu cử Tổng thống của Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 sắp tới đây thì thưa quý vị đây là một cái bản thông dò của một số các cơ quan và đặc biệt là của Viện Nghiên cứu Pew có trụ sở chính tại Washington DC. Tại Nam Hàn thì 82 dân chúng Nam Hàn nói rằng nếu mà họ được quyền đi bỏ phiếu thì họ sẽ đi bỏ cho bà Clinton. Và chỉ có 3% nói rằng họ ủng hộ ông Trump mà thôi. Tại Phần Lan thì 86% ủng hộ bà Clinton. Tại Bồ Đào Nha thì là con số lên tới 85%. Trong cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew thì bà Clinton được dân chúng tại Trung Quốc ưa thích hơn so với ông Trump. Kết quả của thăm dò nói rằng 37% những người trả lời của phỏng vấn của Pew đều nói rằng họ thích bà Clinton, trong số đó chỉ có 22% thì thiện cảm với ông Trump mà thôi. Trả lời một cuộc phỏng vấn của The, 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 The Diplomat, một vị giáo sư Trung Quốc tên là ông Choi, nói rằng ông Trump là người thiếu kinh nghiệm ngoại giao, đã khiến cho Nam Hàn, đã khiến cho các quốc gia Á Châu thất vọng và lo sợ bởi vì ông từng kêu gọi rằng Nam Hàn cũng như là Nhật Bản hãy tự phòng thủ lấy và điều này cho thấy rằng ông không hiểu biết về chính trị thế giới cũng như cái chiến lược quan trọng cái vị thế chiến lược quan trọng của Nam Hàn đối với chiến lược toàn bộ của Hoa Kỳ trong vùng Á Châu Thái Bình Dương cũng như vai trò của Nhật Bản để tái cân bằng ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc tại khu vực này cũng liên quan đến bầu cử thì thưa quý vị Uh, Hiệp hội Súng Quốc gia, tức là National Rifle Association, sáng nay loan báo rằng họ đã bỏ một cái khoản tiền lên tới 6 triệu 500 ngàn Mỹ Kim để bắt đầu chạy một cái quảng cáo nhằm ủng hộ ông Donald Trump. Cái quảng cáo này là một cái clip video uh, cho thấy một người phụ nữ, mà cái người đóng vai người phụ nữ này là Christy McMahon rút ở trong cái uh, cái ví của mình ra một khẩu súng để mà chống lại một kẻ tấn công bà trên một cái đường phố và sau đó thì bà Christie McMahon nhìn vào ông kính truyền hình nói rằng tất cả người phụ nữ nào của nước Mỹ đều được quyền mang súng để bảo vệ mình cả. Trong khi bà Clinton thì không đồng ý với việc này. Và bà còn lên tiếng kêu gọi rằng ông Donald Trump hãy ủng hộ quyền đeo súng của dân chúng Hoa Kỳ. Hiệp hội National Rifle Association đã bỏ ra tổng cộng số tiền 17 triệu đô la để ủng hộ trong chiến dịch tranh cử này. Và dĩ nhiên là họ chọn ông Trump bởi vì ông Trump là người không có một cái lập trường chống lại vấn đề đeo súng tại nước Mỹ. À, thưa quý vị liên quan đến cộng đồng của người Mỹ gốc Á Châu thì cuộc nghiên cứu mừa mới được công bố của tổ chức Asian American Survey à, cho biết là cộng đồng các sắc tộc Á Châu tại Hoa Kỳ thích bà Clinton hơn là ông Trump. À, đây là một thí dụ của con số do National Asian American Survey đưa ra là bà Clinton thì được 55% các cộng đồng để ủng hộ trong khi ông Trump chỉ được 14% mà thôi. Thưa quý vị, cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ chỉ chiếm có 5% tổng dân số của nước Mỹ mà thôi. Nhưng mà có điều quan trọng là tại hai cái tiểu bang cần phải tranh giành cử tri nhất, đó là tiểu bang Nevada, thì cộng đồng người Á Châu tại Nevada chiếm tới 9% cái tiểu bang thứ hai cả hai ứng cử viên Clinton và Donald Trump cũng muốn tranh giành ảnh hưởng đó là tiểu bang Virginia thì tại đây cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương lên tới 6.5%. Nhìn sang tình hình trong mối quan hệ giữa Liên bang Nga và các quốc gia Âu Châu thì thưa quý vị tình hình có vẻ căng thẳng. Bởi vì ngày hôm qua thì Liên hiệp Âu Châu vừa mới công bố một cái sự kiện là vào ngày 22 tháng 9 vừa qua thì máy bay của bốn quốc gia Âu Châu đã phải bay lên để ngăn cản một chiếc máy bay ném bom loại Black Jack của Liên bang Nga đã bay vào trong không phận của nhiều quốc gia Á Châu. Xin lỗi quý vị, nhiều quốc gia Âu Châu. Bản tin cho biết là Na Uy là một Anh, Pháp và Tây Ban Nha đã đưa không quân áp sát một chiếc máy bay Tu-160 của Nga khi đi vào không phận của từng nước một. Cái sự việc này xảy ra ngày 22 tháng 9 nhưng mà mãi hôm qua mới được công bố. Bản tin của Liên minh Bắc Đại Thế Dương NATO cho biết là Na Uy đầu tiên đã phát giác máy bay của Nga ở phía Bắc và lập tức điều động những chiếc máy bay F-16 tối tân của Hoa Kỳ lên áp sát chiếc máy bay của Nga để dẫn về phía hướng đảo Scotland. Và ngay lập tức không quân của Anh cũng đã đưa máy bay Typhoon và áp sát chiếc máy bay Nga bay về phía tận biên giới của Scotland. Máy bay Nga sau đó đi lạc vào phía tây của Ireland và đã gặp hai máy bay Rafale của Pháp. Tây Ban Nha cũng đã đưa hai chiếc máy bay F-18 tối tân bay theo cũng chiếc máy bay của Nga về phía bắc của Biên Bao. Thưa quý vị, quan hệ của các quốc gia Tây Phương đối với Liên bang Nga ngày càng trở nên uh, ảm đạm hơn sau khi mà ông Vladimir Putin là lãnh đạo của Điện Cầm Linh đã đưa quân để mà sát nhập Crimea vào uh, uh, từ Ukraine vào tháng 3 năm 2014. Mới đây thì quan hệ giữa Mỹ và Nga còn tồi tệ hơn nữa sau khi cái việc mà đôi bên bỏ cái hợp tác quân sự tại chiến trường Syria. À, tin mới nhất cho biết là Nga đã điều động một loạt các loại hỏa tiễn SS-300, tức là có, có khả năng bắn hạ bất kỳ một cuộc anh kích nào nhắm vào các lực lượng thân Nga, tức là lực lượng của nhà tổng thống độc tài Al Assad tại Syria. À, Chưa biết Hoa Kỳ sẽ phản ứng vấn đề này như thế nào. Về vấn đề thuyền nhân tại các quốc gia Âu Châu thì thưa quý vị bản tin mới nhất sáng nay cho biết là có thêm 5.000 thuyền nhân đã được cứu vớt ở ngoài khơi của Libya vào ngày 4 tháng 10 vừa qua. Chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ thôi thì gần 11.000 thuyền nhân được cứu vớt, 50 người đã bị thiệt mạng và trong số những người thiệt mạng đó có 20 người bị chết ngạt vì chen chúc nhau trên một cái tàu đánh cá. Và theo như các viên chức tại Libya và nước Ý cho biết là con tàu này chở đến 1.000 người. Đây là một cái thảm trạng giống như hệt thảm trạng của thuyền nhân Việt Nam phải trốn chạy cho độ Cộng sản năm 1975. Và cuối cùng là một cái tin liên quan đến Việt Nam và một nhà sư tu tại cái chùa Bửu Quang ở Thủ Đức. Cái ông này tu hành biết làm sao mà lại dùng dao tấn công các nhà sư gác khác gây trọng thương cho 5 người và còn cầm giáo chém chết một cụ bà tới 100 tuổi. Báo Tuổi Trẻ phát hành tại Việt Nam cho biết là chiều ngày mùng 5 tháng 10 vừa qua, thì công an đã ập đến chùa Bửu Quang ở Thủ Đức để tiến hành một cuộc điều tra. Bởi vì vào lúc 10 giờ sáng thì có một ông sư tên là Nguyễn Tuệ có lẽ gây ra một cái cuộc tranh luận hay là cãi cọ gì đó với một vị học trò của mình là Tỳ Kheo Thiện Huy mà Thiện Huy mới có 25 tuổi thôi cùng tu trong một chùa. Bất ngờ thì cái ông Huy này tức là cái ông thầy tu này đó chạy xuống nhà bếp và vác một con dao rất dài ra chém thầy Tuệ trọng thương một số nhạc sư khác thấy cái tình thế như vậy nhào ra can thì bị Tay Huy để dùng dao đâm loạn xạ khiến cho ba người nó bị thương. Sau khi chém xong, thì Tay Huy cầm dao đi ngang có một cái am nhỏ trong chùa, thì thấy trong am nhỏ có một cụ gần 100 tuổi đang ngồi, hung thủ tiến vào và chém nhiều phát vào ngực của bà cụ, khiến bà cụ gục xuống. À, bà cụ được đưa đi bệnh viện nhưng mà sau đó bà cụ đã bị thiệt mạng. À, những người trong chùa đã bắt được hung thủ. Thưa quý vị, cho tới phút này thì tin cho biết là 5 người đã bị xác nhận là bị thương rất nặng được đưa đi bởi, chữa trị tại Bệnh viện Thủ Đức. Còn hung thủ bị bắt và công an đang tiến hành điều tra. Đây là một cái chuyện rất đáng buồn bởi vì đã cạo đầu đi tu mà lại có hành vi cầm dao, đâm chém người khác mà thậm chí xuống tay giết chết một bà cụ ở trong chùa. Không biết niết bàn nào mà chờ đón những cái tay như cái kiểu mà cái tay Huệ, xin lỗi quý vị, cái tay Huy, Thiện Huy mà tu tại chùa Bửu Quang ở Thủ Đức này. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Điểm tin sáng ngày mai.